Xin chào tất cả anh em nhé. Đấy, anh em lên kênh YouTube kênh Loa Nhật, gõ kênh Loa Nhật để xem chi tiết bên em giới thiệu sản phẩm đôi loa này anh em nhé. Đấy, đôi loa rất là gấu luôn, từ kép. Đấy, từ kép mà giá chỉ hơn 2 triệu bạc thôi, chưa đến 3 triệu đâu anh em nhé. Giá thực tế là hơn 3 triệu cơ, nhưng hiện tại anh em mua lên kênh Loa Nhật thì mua thì giá xả rất là yêu thương, chưa đến 3 triệu. Đấy, trong này là con chép này là chép Mika anh em nhé, chép Mika lòng sâu, đánh rất phê luôn, rất là bén. Đây, mít của nó mít titan anh em nhé, mít titan này. Đấy, nguyên đôi mít này cái tách ra bán lẻ là 1,2,3 triệu rồi, săn xui củ kép, bậc thép chống nhiễu chuẩn Japan anh em nhé. Đây, củ bát này nữa này. Đấy, xương 7 màu vàng chóe luôn, săn xui này, Japan này, hàng rất là gấu nhá. Gân nguyên bản của bọn này nó là gân mút, nhưng mà hiện tại là gân mút thì nó kém rồi, theo thời gian là kém rồi. Hiện tại bên em là thay cho anh em là hẳn là gân cao su xịn luôn anh em nhé. Gân cao su xịn luôn này, êm ru nhá. Đấy, gân này anh em dùng là đôi chục năm nữa anh em mới phải thay tiếp, dùng rất là ngon, có khi hỏng loa chứ hỏng gân đấy. Đấy, mặc dù cái gân cao su này đắt hơn nhưng mà nó được cái là hay, nó bền hơn, êm ái hơn. Đấy, thay hẳn cho em gân này cho xịn ngon nhá, chứ không thay gân mút. Gân mút anh em biết đấy, nó chỉ được 5-10 năm là bắt đầu mục. Con này á, gấu cực đây, phân tần này, hai bo phân tần luôn nhá. Đấy, quả tụ to ngón tay cái luôn, nguyên cái phân tần trên đấy là hai con tụ với cả hai con trở to đùng, rồi bên dưới này một bảng phân tần nữa này. Đấy, to đùng, nói chung hàng siêu gấu, săn xui đã chất rồi thì chớ, nó còn sản xuất rất là gấu nha anh em nhá. Đấy, đôi này chưa đến 3 triệu bạc đâu mà rất chất. Bát của nó bát 22 anh em nhá, công suất của nó 150W một loa, 150W. Đấy, được cái cho kháng 8 ôm anh em nhé, nó ghép đa thể loại âm ly luôn. Đấy, rất là chất nhá. Anh em lên kênh YouTube kênh Loa Nhật của bên em. Kênh Loa Nhật của bên em để chốt đôi này anh em nhé, giá rất là yêu thương. Thùng vách thì rất là vuông vuông vức anh em nhé. Đấy, đây, nhìn màu thì có thể là nó không được đồng đều, nhưng mà được cái là rất là cứng cáp, vuông vức. Đây là đang hết keo con voi nên em chưa đổ thêm keo con voi vào đây cho anh em nhé. Nhưng mà trước khi xuất cho anh em em sẽ đổ keo con voi thêm vào cho anh em cho nó cứng nhá, cứng nữa để mình sử dụng cho nó lâu dài, bền và ngon anh em nhé. Đây, tương quan thì khá là đẹp anh em nhé, vuông vức. Đấy, hàng bãi, độ đẹp con này nó còn tầm 95%. Rồi anh Tú đọc số điện thoại cho khách chốt đôi này. 0384 688134 số điện thoại em nhé. Rồi anh em kết bạn Zalo, Facebook là Tú Âm Thanh Bãi. Tú Âm Thanh Bãi qua số điện thoại vừa rồi anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em.